88 kim cương, tiếp tục này. Ơ à, thôi đù má, quyết định mệnh. Rồi ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với clip tiếp theo về tựa game Quyền Vương Chiến của kênh Review Game. Ngày hôm qua thì ở trên group fanpage của cái tựa game cao cấp All Star Quyền Vương Chiến thì có đăng cái hình ảnh về cái event của ERI em nha. Đây, thì ngày hôm nay cái event này chính thức xuất hiện ở cái server của mình. Server hiện tại đây là server S1 với cái event đó là chiêu mộ hạn giờ vị tướng ERI. Đây là một trong những cái vị tướng và đây là một trong những cái event mà mình chờ đợi rất rất là lâu rồi. Tích kim cương chỉ có để chơi ERI thôi em nha. Mình mới nạp vào đây, mình mới nạp lên chuẩn bị lên VIP 12 rồi em ạ. Đấy thì tích được thêm ít kim cương nữa, tổng được 30k. Và hôm nay sẽ đốt toàn bộ cả 30k này vào cái event của ERI em ạ. Đấy, nạp gần lên VIP 12 rồi. Ok, ERI của chúng ta ở đây. Ngoài ERI ở đây thì có cái tỷ lệ ra Athena SR nữa và nhiều những vật phẩm khác em nha. Hôm nay thì sẽ chơi gọi là chơi kiệt sức luôn, chơi hết mức có thể, khi nào mà nó ra ERI thì thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ chiêu mộ trước đi, chiêu mộ trước em nha. Ở đây thì nếu mà chơi ERI thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái thẻ chiêu mộ kim cương vàng thì mới có thể là chiêu mộ được, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng kim cương. Chiêu mộ trước nha, mình sẽ chiêu mộ hết toàn bộ ở đây. Đang có 70 năm dụng hết luôn, hết tiệt luôn em nha. Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu rồi. ERI hiện tại ở bên server của Trung Quốc hay là server của Việt Nam thì luôn được lựa chọn ở các cái người chơi top, luôn luôn có mặt trong các cái đội hình của người chơi top em ạ. Nên bây giờ thì tất tay với cái event của cái vị tướng này nó không thiệt một tí nào cả, luôn là một cái lựa chọn rất là đúng đắn. Chơi hết nào, lâu thế nhỉ, 70 năm cái mà nãy giờ vẫn chưa hết à. Hết thì em ơi. Ô đù bá, đốt hết bố vào cả vàng rồi. Thôi nhọ chưa? Hơi bị nhọ luôn em ơi, được kệ đi, chơi tiếp. Ngu cứt bảo sao mãi không hết, đù má. Rồi ok. À mà trong cái túi của mình hiện tại thì ERI ở đây. Đây, ERI của mình hiện tại đang ở tím 4 em nha. Tím 4 level 70 thì mình cũng đã dồn cũng gọi là những cái gì cần thiết nhất. Ví dụ như là nâng cấp cái kỹ năng cho ERI này. Và tăng phẩm thì nó cũng chưa được cao cho lắm. Ở đây thì tăng sao hiện tại đang có 133 may. Và mình cũng có thể là cho lên 5 sao được, nhưng mà thôi quay để mà lấy nốt cái mảnh nâng cấp được bao nhiêu sao thì được bấy nhiêu và chơi bấy nhiêu thôi em nha. Chơi mộ luôn này. Ô được 2 mảnh ERI. Chúng ta sẽ vào chiêu mộ 5 lần. 288 kim cương. 10 mảnh vạn năng SR Choi. Và chúng ta không có cái gì khác nữa. Ồ, lại thêm được 288 kim cương. Tiếp tục chiêu mộ tiếp theo này. Mình thì thường là tích kim cương nó ngứa tay vãi trưởng. May là ngày hôm nay thì có thể là xả được cái nỗi ngứa đó em ạ. Chiêu mộ tiếp theo. Chiêu cho mộ khi nào mà nó ra ERI thì thôi. Chả biết là với 30k này thì có ra được ERI hay không. 88 kim cương. Tiếp tục này. Ơ à, thôi đù má, quyết định mệnh. Ăn nhanh quá đâm nó mất cái hiệu ứng chiêu mộ được ERI này. Cuối cùng chúng ta cũng đã chiêu mộ được ERI trong khoảng 3 lần à. 3 hay 4 lần chiêu mộ gì đó và nó đã ra được ERI rồi em ạ. 75 mảnh này. Phí nhỉ. Ra sớm quá đâm tiêu kim cương nó cũng hơi buồn em ạ. Chiêu mộ hạn giờ nhận đấu sĩ. Rồi, có ERI. Không biết là bây giờ chiêu mộ tiếp thì nó có ra được ERI nữa hay không em nhỉ. Chiêu mộ tiếp đi. May quá, vừa có cái may lại vừa có cái buồn. May là nó ra sớm. À đây lại từ Athena.
may là nó được ra sớm em ạ. Còn hơi buồn buồn một tẹo là tiêu kim cương nó chưa đạt đến cái mức mà mình để mà mình sướng em ạ. Tiếp tục chiêu mộ này, Athena. Ô, lại được thêm Athena này. Quả này khép vẫn phải chơi Athena thôi. Chiêu mộ tiếp này, đá thức tỉnh Athena. Lại được Athena nữa. Ô, cái đù má căng vậy. Ba lần quay ra ba Athena này. Phải trưởng 288 kim cương. Mẹ mày ấn nhanh quá, đâm nó mất cái hiệu ứng triệu hồi được tướng, đâm nó cũng hơi buồn. Vai Athena. Yuki. Ra được Yuki em nha. Tám mươi tám kim cương. Tiếp tục chiêu mộ. Đấy, mất cái hiệu ứng vừa nãy triệu hồi được Iori. Có phải để như vậy, có phải là đẹp không? Tiếc quá, ấn nhanh đâm ra là nó mất mẹ nó cái hiệu ứng. Phí cả cái cuộc đời. Xem là bao nhiêu rồi à, tiêu được 15k rồi à. Ở đây nó hoàn trả. Ai trả 30k. Quả này khéo là phải chơi hết 30k rồi để mà lấy cái viên kia thức tỉnh vũ khí cho Iori. Quả này khéo phải chơi hết 30k rồi anh em ạ. 22 à. Mình sẽ đốt thêm khoảng tầm 8.000 nữa đi. 8.000 nhá. 8.000 mà cái vòng quay hiện tại đang có giá là bao nhiêu ta? 1.800 này, cứ gọi là 2.000 đi. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 4 lần nữa nhá. Này, 1 lần này. Choi à? SR cộng Yari 1-2 lần này. Đây là lần thứ 2 nhá. Đốt cho nó đủ 30k để mà lấy vũ khí thức tỉnh. Ra em nào đây. 88 kim cương. 288 kim cương. Nại Athena. Ơ đù ngựa. Ngon nhỉ. Quả này chơi Athena là cái chắc rồi anh em ạ. Athena hiện tại đang được khá là nhiều top lựa chọn. Thấy đội hình nào cũng có Athena đều chứ. Athena thì không biết là có cái vũ khí thức tỉnh chưa anh em ạ. Chiêu mộ hạn giờ nhận đấu sĩ SR. Năm lần ra Athena rồi. Đống mảnh rồi. Đây là lần cuối em này. Lần cuối cho nó đủ 30k này. Mai nha. 88 kim cương nha. Ta tiếp tục nhận được vai nha. Và nó ra cái quần què gì nữa hay không? Athena. Tiếp tục là hết rồi. Ok. Chúng ta đã đủ cái event luyện kim đục ngựa. Tức thế nhỉ, hết bố là kim cương à, hết bố nó vàng rồi. Mình đốt mình đéo để ý nào cả. Ý quá cơ. Tức thật sự luôn đấy. Đủ 30k em này. Đủ 30k dư 444 kim cương. Chúng ta có Iori ở đây, không biết là lên được 6 sao không nhỉ? 256 à. Thử tăng sao cho em, thử xem thế nào này. Không biết là đốt bỏ này ra. Tiếp theo là rồi. 30 năm. Ok. Thiếu ít nữa. Đốt cho nó nốt nào. Đủ nha. Đồng ý này. Chúng ta tăng sao với 300.000 vàng. Chết rồi. Vậy đủ em ạ. Đủ. Mình còn mảnh vạn năng nhiều mà. Mình sẽ dùng thêm 4 cái mảnh vạn năng nữa. Cần thêm 900.000 vàng nữa. 900.000 vàng. Rồi, ok. Thêm mảnh đặt nhanh này. Cho nó có đốt cái gì của mình nữa hay không. Bỏ hết em này ra. Đừng có R và Kyo của anh. Anh đấm luôn đấy. Nó còn đốt cái gì của mình không nhỉ? Hết rồi. Hết. Đốt bằng này. Ui, đốt nhiều phết nhỉ. Cho nốt bằng này mảnh nữa đây. Đồng ý này với tăng sao này.
Ok, vậy là mình đã có Yori được 6 sao em nhá. Đã đủ Yori 6 sao và bây giờ thì có thể là nuôi cái vị tướng rất là ngon rồi em ạ. Bây giờ ăn là chỉ có lâm phẩm cho Yori này thôi. Với cái đội hình của mình hiện tại này thì mình cũng đang... Ai chả... Vậy là còn thiếu một bên này nữa này. Đáng nhẽ là nó còn dư nhiều mảnh nhưng mà mình đã mở thêm được một cái ô chiến hồn. Và tí phải mở thêm cái ô chiến hồn nữa thì chắc là cũng phải dùng cái mảnh vạn năng đỏ thôi. Tăng phẩm. Thiếu vàng trầm trọng rồi. Ngủ quá vừa nãy kìa. Định mệnh ấn chiêu mộ chẳng đấy quần què gì. Cày thực sự luôn em ơi. Bây giờ thì cũng hết cách để mà kiếm. Để mà kiếm rồi. 300.000 vàng. Mẹ kiếp này. Tăng phẩm. Rồi 300.000 tiếp theo. Nên được bắt buộc phải cho Yori nên được cái phẩm cam 5 em ạ. Bắt buộc phải cho lên. Không cho lên không được. Cho Yori ăn anh em nha. Cho ăn gấp, không biết là có đủ đồ ăn để cho Yori có thể là say sưa được hay không. Chế tạo. Tạo chế này. Chế đơn này. Thiếu rồi, cái mâm thứ ba này thiếu rồi. 24. Thiếu. Ăn được có cái mâm thứ hai thôi. Mâm thứ ba còn ít đồ ăn nữa mà không có thể là cho Yori ăn được em ạ. Trường phái. Tiếp tục là chúng ta sẽ có cái gì đó. Mẹ nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức em ạ. Chiêu mộ vàng. Rốt nhiều quá. À máy rút ở đây mình còn ít nữa quay lốt cho nó máu nha. Quay hết luôn 30 lần. Đây là free đầu này. Cho phát này. Ra cái gì? Gì cái rà không có cái gì luôn. Phát nữa. Huy hiệu đỉnh cao à. Ok ok. Có hiệu đỉnh cao dùng cho Mai. Ca phẩy. Ngon. Phát nữa. Hết luôn nha anh em. Không còn dư cái gì nữa. Riêng cái vòng quay may mắn này thì mình chuyên gia gọi là ngứa tay. Chuyên đốt anh em ạ. Đốt liên tục tục đúng không? À cái này là cần cho. Rồi. Cái vần là phải mua. Rồi vừa kiếm thêm được ít vàng nữa anh em ạ. Lượn lờ mấy cái nhiệm vụ mình tắt đi đoạn đấy đi cho anh em cho đỡ mất thời gian. Kiếm được chút vàng nữa và vào nâng cấp phẩm nốt cho cái vị tướng này. Còn nếu mà nâng phẩm thì chắc là cũng không đủ để có thể là nâng cấp được cái trang bị rồi. Chắc cũng phải tách vợi tướng rồi em nha. Tăng phẩm. Chúng ta tiếp tục lại có thể là lên được hạt thứ hai này. Ở đây còn dư nhiều thể lực quá. Tiềm năng. Tiềm năng của Yori nâng thử xem nào. Được cái gì không? Có lên được mắc hay không? Chắc không được anh em ạ. 10 à? 10. 50 này. Ồ, gấp đôi đi. Nhận. Tiếp tục. Tiếp tục này. Phát nữa. Chắc là đủ đấy, đủ nâng cấp tiếp theo này. Cho phát nữa này. Đấy, ok. Ui, Yori cam 3. Ukyo đặt cam. Mẹ là mình vừa tách bố yêu Ukyo rồi. Phí ghê à. Rồi, hồi sinh thôi. Hồi sinh lấy vàng rồi. Hồi sinh lấy vàng gấp thôi. 43. Chúng ta có 4 triệu. Ôi, 4 triệu vàng cũng ngon. Khôi phục cấp à. Cấp nó cũng không ăn thua cho lắm. Khôi phục nó cũng phí. Khôi phục level chưa cần. Trùng sinh trang bị hiện tại thì chưa cần em nhá. Chưa có cái gì cả. Tiếp tục là nâng cấp Yori em ơi. Tăng phẩm này. Chúng ta thiếu à. Được sao thứ 2. Vậy chắc là được sao thứ 3 đây. Tại vì hiện tại thì thể lực của mình còn khá là nhiều em ạ. Còn nhiều phết. Rồi tiếp tục có thể là nâng được. À đây. Còn này nữa cơ mà. Còn em này nữa cơ mà. Được ngay 3 này. 4 thì đơn giản nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thể. 4 thì đơn giản nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể em ạ. 310 năm. Chúng ta cần chiến hồn. Và 30 mảnh của chiến hồn của Yori. 30 mảnh thì đơn giản thôi.
Mình sẽ lấy luôn 30 mảnh bởi các bạn mảnh vạn năng nhầm nha. 30 30 chuyển hóa. Chúng ta có 30 mảnh và chúng ta có thể là mở được cái chiến hồn. Ok. Với cái đội hình này hiện tại của mình thì nó là như sau. Đây đây cho anh em xem cái đội hình của mình một xíu nhá. Đội hình của mình một xíu hiện tại thì đang có 2 rồng, 2 sói và 2 thổ. Không biết là nên bỏ ai và mình chắc là cũng phải bỏ Rugal thôi. Chắc là phải bỏ Rugal em nhá. Bỏ Rugal để mà cho Eerie vào. Và bỏ Rugal ra thì không biết là bỏ Rugal hay là Kyo này. Nhưng mà Kyo giờ bỏ ra rất là phí. Rồi, thôi tính sau đi. Tính sau em nhá, bây giờ thì nâng cấp cái trang bị cho Eerie đã. Lâng cấp đã anh em ơi. 3 triệu vàng. Đoạn này thì mình sẽ tua nhanh nha, đến được cái đoạn nào thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn đó. Với cái phần kỹ năng của Eerie thì chúng ta sẽ cùng khám phá một tẹo em nhé. Tại vì hiện tại thì Eerie không phải là ai cũng có, nhưng mà có thì cũng chỉ để trong cái túi này thôi, chứ cũng chưa nâng cấp gì để mà có thể là cho Eerie ra trận hình. Với cái chiêu thức siêu tuyệt kỹ của Eerie, bát trĩ nữ em nhé, bát trĩ nữ. Tấn công một cái đơn vị địch này, hấp thu của mục tiêu 15% tấn công tối đa 5 tầng, kèm cho đối phương 2 tầng lưu huyết, hấp thu của mục tiêu 12% sinh lực tối đa. Tấn công cá nhân địch, ok. Tấn công đơn vị địch hồi 10 cái điểm nộ và có xác suất tăng cho bản thân 15% hút máu, duy trì trong khoảng 32 giây. Không thể bị đỡ đòn, giảm mức bạo kích 30%. Tấn công đơn vị địch tăng cho bản thân 15% hút HP và có xác suất hấp thu của mục tiêu 100 cái điểm nộ và khiến mục tiêu lưu huyết. Nếu mà sinh lực của mục tiêu lớn hơn bản thân tăng 10% sát thương em nha. Đấy, kỹ năng nó là thế. Hiện tại thì chiến hồn này mình còn chưa ép đâu ra gì nữa anh em ạ. Hiện tại là mới có cái chiến hồn cuối bắp này thôi. Với ba cái chiến hồn chính của Yori như sau: tăng 3% hút HP, tăng 15% sát thương bắn ra xung quanh của siêu tuyệt kỹ đối với mục tiêu lân cận em ạ. Đấy, mục tiêu lân cận. Với thanh hồn 5, mỗi giây hồi 4 cái điểm nộ. Móng sắt, toàn bộ đấu sĩ tăng 0.4% tỷ lệ sát thương và không ra trận thì chúng sẽ có cái hiệu lực em nha. Đấy, đấy là Eerie của chúng ta. Và xem chiến hồn đề cử ở đây thì có chiến hồn của Kyo này, bánh bao này, ok. Đấy là bộ chiến hồn được đề cử, còn những cái chiến hồn khác thì tí mình sẽ ép sau. Mình hiện tại còn khá là nhiều những cái chiến hồn cam khá là ổn ở đây em nhá. Khá là ok ở đây. Rồi ok, nâng cấp Eerie thì cũng mắc hết cỡ rồi. Hiện tại thì do thiếu vàng là chính em nhá, cũng không nâng cấp được cái gì nhiều cho Eerie nữa rồi. Kịch cỡ rồi đây em nhá.
40.000 lực chiến em ạ. Cố gắng lắm là mới có 40.000 lực chiến rồi, cũng chưa đâu vào đâu em nha. Chắc cũng phải 1-2 ngày nữa thì mới có thể là cho Yuri ra gì vào này nọ được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi oánh nhau ở một cái trận đấu tí thử xem thế nào. Mình tạm thời sẽ bỏ Rugal ra nha, tại vì Rugal hiện tại nó hơi yếu một tí. Tạm thời bỏ Rugal là vậy thôi. Rồi sẽ đi đánh một cái trận đấu, đi đánh tinh anh đi. Rồi ok, Yuri thì nó cũng chưa đầy đủ lắm và đánh hiện tại thì nó cũng đam cũng ổn đấy anh em nhá. Tuy là chưa ra gì nhưng mà đam khá là ngon rồi đấy, chứ không đến nỗi nào em ạ. Ở trong cái thần khí thì mình cũng đã nuôi ở cái thần khí của Yuri, bồi dưỡng xong ngọc của Yuri thì hút HP tăng 3% em nhá. Đấy thì mình cũng đã nâng lên được cái 83, 84, 85, 86% rồi anh em ạ. Xíu xíu nữa thôi thì mình có thể là nâng cấp được cho Yuri này, rất là ngon rồi em ơi. Rồi, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Video sâu cái event, chơi cái event chiêu mộ hạn giờ vị tướng Eri, cũng như là nâng cấp tối đa cái vị tướng Eri này có thể hiện tại của con ác của mình. Một trong những cái vị tướng ở bên Trung Quốc, ở bên server Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, chúng ta đều được lựa chọn khá là nhiều và luôn luôn có trong những cái đội hình top em nha. Nên chính vì thế là nếu mà em có cái khả năng mà chơi cái event của Eri này thì mình nghĩ anh em nên chơi, không hề tốn hay là phí của anh em cái gì cả. Cái gì nó cũng trả giá bằng một cái sức mạnh rất là ngon. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem một cái trận đấu PvP với cái sự xuất hiện của Yuri với cái sức mạnh rất là kinh khủng ở bên server của nước ngoài, để mà cho anh em có cái nhìn cận cảnh và toàn cảnh nhất về cái vị tướng này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. さあ、進化を受け。遊びは終わりだ。叫べ。そして死ね。ランジの魂を救わ。お願い、お願い。いや。 押した。ジャイアンケン。えい。やあ。ライディング。うん。
で死ね。ほう。あた。ふふ。え。オムラ。さあ。え。あ。うわさ。何時の魂を救わん遊びは終わりだ。ゲメして死ねー。ほうテッポケあたー遊びは終わりだ。叫べして死ねー。叩きや肉まんや新発を受けんか。どうなる。さあ無に変わろう。何時の魂を救わん。遊びは終わりだ。このままでは終わらんぞ。して死ね。クラフト。そんなはずは。KO。 我々に潰れるほどはなし。